Chào cả nhà, hôm nay mình giới thiệu với cả nhà bộ iTunes của bộ sách tiếng Anh lớp 6 789. Đây là bộ sách rất là quen thuộc cho chương trình Bộ Giáo dục Đào tạo và được sử dụng rất nhiều trong các trường công ở một số khu vực thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Thì đây là bộ sách rất là lâu rồi và rất là quen thuộc với học sinh luôn. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn bộ iTunes. À, sách điện tử được làm bên nhóm mình nhằm hỗ trợ cho vấn đề dạy học cho giáo viên và việc tự học của học sinh. Thì trong mỗi iTunes như thế này thì mình đã tích hợp sẵn file nghe. Unit 1. Greetings. A. Hello. 1. Và cả last count. Listen and repeat. Hello. Hello. Hi. Hi. À, bên cạnh đó mình còn làm sẵn cái phần từ vựng. Là trong mỗi bài thì gần những từ vựng nào mình sẽ tập hợp lại và show lên trên cái tool này để giúp giáo viên tổng hợp lại sau mỗi bài học và giúp cho học sinh viết bài những ghi nhớ từ vựng. Thì cái việc lớp 6 này nó cũng tương đối là dễ, đáp án tương đối là dễ, cho nên là nếu như mà anh chị có nhu cầu thì có thể mua, còn không thì mình cảm thấy mình không cần thiết thì thôi, mình không cần sử dụng mình cũng được. Nhưng mà tuy nhiên cái vấn đề tool này giúp cho chúng ta tiết kiệm thời gian rất là nhiều trong vấn đề soạn bài và giúp cho cái bài học mình thêm sinh động hẳn lên. À, đây là phần last card. Ví dụ như chúng ta có thể hướng dụng bằng anh chị sử dụng này. Cái phần iTunes này mình có thể lưu ý là những cái thanh công cụ ở trên đây là có thanh zoom out, tức là mình phóng to thu nhỏ sách lên được. Ví dụ mình đang dạy bài nào mình có thể phóng to lên, mình kéo dụng cụ chuột ở đây phóng to lên, mình cho nghe bài học hôm nay đi thì mình sẽ mở file nghe và đồng thời bỏ last card đi Unit kèm. 2 at school. A. Come in. 1. Listen and repeat. Then practice with a partner. Come in. Mình phóng to thu nhỏ Sit được. down. Mình sử dụng lăng con chuột. Open your book. Close your book. Stand up. Goodbye. Rồi, mình có thể trở về bình thường. Trở về trạng thái bình thường. Nếu như mà mình có kết hợp với lại TV tương tác hoặc là khung tương tác hoặc là màn hình cảm ứng thì vấn đề dạy học rất là hiệu quả, để cho học sinh cảm thấy nó thích thú hơn với cái việc học tiếng Anh và cảm thấy đỡ nhàm chán. Thì đây là bộ sách thì mình nghĩ là nó cũng khá là đơn điệu, Listen and cho repeat. nên nếu mà giáo viên mình áp dụng vào rất là hay ạ. A. A door. B. A window. C. A board. Bây giờ tiếp theo mình sẽ giới thiệu tiếp đến lớp 7. Thì từ lớp 7, lớp 8, lớp 9 trở đi thì từ vựng nó sẽ khó hơn rồi. Và trong mỗi từ vựng thì Yến có thêm sẵn cái phần phiên âm quốc tế để giúp cho giáo viên dạy cho học sinh cách đọc đúng hơn. Và dạng từ để giúp phân biệt được đó là dạng từ, tính từ, trạng từ hay danh từ để tiện lợi cho vấn đề học hơn. Và đáp án kèm nè. Có những cái câu cũng khó thì mình cũng đặt thêm tiếng Việt vào để cho chúng ta có thể dạy cho học sinh hiểu tốt hơn. Thì nếu như những học sinh mà không có được học ở trung tâm á, hoặc là đa số mình thấy là học sinh ở các trường công mà nếu như không được học gì hết thì trình 6-7 thì
giống như là vỡ lòng đối với những học sinh đó, đó. Và cũng hơi khó dạy, cho nên là nếu như mà có bộ tool như thế này thì rất là tiện lợi cho vấn đề dạy học cho học sinh. Nên mình đính kèm cả cái transcript lên để chúng ta cho học sinh kiểm tra bài nghe. Okay. Good morning, Sun. Good morning, Lynn. Do you have the time, please? Yes, it's 6:30. Thank you. Good afternoon, Ba. Good afternoon. How are you, Nya? I'm fine, thanks. How about you? Not bad. Chúng ta sử dụng công cụ xóa đi thì chúng ta dùng Ask Annotation để chúng ta xóa cái phần vừa mới làm đi. Dùng nút Clear hoặc là dùng nút Eraser, cục tẩy để xóa đi nè. Hoặc là viết note, có thể chọn cái này, đánh note lên cái gì đó, ghi chú cái gì đó. Vâng, rất là tiện. À, mình không muốn xài nữa thì mình tắt đi và xem lại trở lại như cũ. Thì trong mỗi bài thì mình có kèm sẵn từ vựng của mỗi phần để cho giáo viên nghe tốt hơn. Mỗi bài nghe thì nó sẽ có cả phần transcript để kiểm tra cái file nghe. Và tiếp theo mình sẽ review tiếp đến quyển lớp 8. Thì tương tự như 6-7 thôi, thì mình cũng làm tương tự như thế. Trên thanh công cụ này anh chị chú ý mình có thể chọn cái số trang mình mong muốn, bất kỳ trang nào mình mong muốn, không cần phải lật từng trang. Và nếu như mình đang dang dở cái bài nào thì mình có thể chọn công cụ bookmark để mình ghi chú lại. Ví dụ hôm nay mình đang dạy trang 44-45 thì mình sẽ add nó lại. Mình dạy xong mình add nó lại thì hôm sau mình chỉ cần mở lên là nó sẽ hiện lên này. Mình click vào thì nó sẽ hiện lên này, mình click vào thì mình ngay cái trang cần làm luôn. Rất là tiện lợi cho chúng ta trong vấn đề dạy học. Listen to the dialogue and complete the report card. Good evening, Mrs. Chen. Good evening. I'm pleased to tell you that Sarah has worked very hard this year and her grades are very good. I'm pleased to hear that. She missed 5 days. Chung là mình đã thẩm lên sẵn hết cái phần nào mà có đáp án thì mình đã show lên hết. Thì giáo viên sẽ không cần phải soạn bài trên PowerPoint nữa. Thì thật sự cái đó cũng rất là mất thời gian. Và chúng ta có rất nhiều việc để làm. Mình hiểu các giáo viên trường công thì thực sự là rất là vất vả và phải làm nhiều việc khác nhau, chứ không chỉ riêng những vấn đề dạy học, rồi cả hội họp, đề án này nọ. Thì mình nghĩ có một công cụ để dạy học, chúng ta nên áp dụng công nghệ tốt trong vấn đề dạy học thì mình nghĩ sẽ cải thiện rất nhiều cái việc học của học sinh. Alaska.
Anh chị giáo viên yêu thích có thể tải về iTunes để mà chúng ta thử nghiệm, trải nghiệm và xài thử. Nếu như anh chị yêu thích thì có thể liên hệ bên Yến để mà sở hữu hoặc là mua, ủng hộ những cái sản phẩm về sản phẩm số bên mình. Cảm ơn quý vị và các anh chị đồng nghiệp đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.